có giỏ hoa 950 cho nên em tự phối á. Kiểm tra tin nhắn giúp chị nha. Ok chị, để em xong hoa. Các bạn biết không, một trong những cái điều mà giúp chúng ta giữ chân khách hàng lâu đó là phải thường xuyên cập nhật những mẫu mới, phong cách mới, tông màu mới cho khách để họ không bị nhàm chán khi mà mua hoa của mình nhiều lần. Do vậy mà mỗi khi có khách quen mua hoa là họ thường xuyên để tụi mình tự phối theo cái gu của khách hàng. Hoặc là đôi khi thì khách hàng có những cái mẫu hoa họ thích, họ sưu tầm được, họ gửi cho tụi mình tham khảo và thực hiện cho họ. Hôm nay tụi mình lại được khách hàng cho tự phối hoa để cắm một cái giỏ hoa tặng cho Nam nè. Việc mà mình tự phối hoa sẽ giúp cho khách hàng có những cái trải nghiệm bất ngờ về sản phẩm, đồng thời sẽ giúp cho các bạn thợ cắm hoa họ có nhiều cơ hội để sáng tạo ra những kiểu cắm mới, thể hiện cái phong cách của bản thân, rồi giúp cho cửa hàng mình có thêm nhiều mẫu mới nữa thì mình thích lắm luôn á. Chứ trước đây là mình bị ám ảnh bởi cái câu là em ơi có cái mẫu gì mới mới không em. Với những khách hàng họ mới mua online lần đầu thì sau khi mà tìm hiểu nhu cầu của khách, tụi mình hay gửi những cái mẫu hoa cho khách tham khảo trước, vì lúc đó thật sự là mình chưa hiểu nhiều về cái sở thích hoa của khách đâu, nên thiết kế theo mẫu sẽ hạn chế nhiều rủi ro chỉnh sửa hơn. Nhưng mà sau khi khách ủng hộ một vài lần nữa thì cố gắng xin khách cho shop tự phối hoa để khách có những cái trải nghiệm bất ngờ, để khách có thể tiếp cận những cái sản phẩm mới của shop nha mọi người.